6 câu chuyện về cuộc sống hôn nhân, 6 bài học đa sắc màu về cuộc đời. Hôn nhân giống như chiếc cầu phòng đa màu sắc. Người này hạnh phúc, người kia thì không. Vợ muốn chồng như thế này, chồng muốn vợ như thế kia. Để rồi hiện thực cuộc sống, áp lực gia đình, họ tìm nơi để được an ủi. Có thể vì thế mà những câu chuyện vợ đánh ghen, chồng dằn mặt ngày càng nhiều trên các mặt báo, trên các trang mạng xã hội ngày hôm nay vân anh sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn sáu câu chuyện cuộc sống muôn màu muôn vẻ về hôn nhân gia đình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe để rút kinh nghiệm cho bản thân mình nhé câu chuyện thứ nhất mỗi người phụ nữ có một số phận mùa hè năm ngoái tôi và chồng lên quán hai vợ chồng cãi nhau chí chóe nhưng đùa là chính cứ cãi nhau xong lại nhăn nhở cười như hai đứa dở hơi vậy. Thường thì nhân viên rất quen với những cảnh này, cách nói chuyện kỳ cục của hai đứa chủ, lớn rồi mà như trẻ con. Phần lớn thời gian tôi không thân với nhân viên của mình lắm, mặc dù yêu quý nhưng vẫn có khoảng cách. Tôi không muốn quá thân thiết để rồi trong công việc có những điều muốn nói nhưng lại không nở, mà tính tôi thì không nở nhiều thứ lắm. Ngày đó, tôi có một bé nhân viên rất chăm chỉ, bây giờ em ấy đang nghỉ làm để đi làm một tập đoàn lớn rồi. Tôi rất mừng cho em ấy. Em ấy thì làm cái gì cũng tốt, nhưng là người ngoài nhìn vào. Tôi thấy trong chuyện tình cảm, em ấy không được minh mẫn cho lắm. Nhưng mà có làm sao, tuổi trẻ mà, dại dột mới trưởng thành. Em ấy có một người bạn, trong cái ngày mùa hè cợt nhã của hai vợ chồng tôi, cô bé ấy lên quán chơi và ngồi trong một góc. Lúc vợ chồng tôi đi về, tôi thấy em ấy ngồi khóc trong góc ấy. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng thêm phần ngại vì vốn chẳng thân quen, nên rút cuộc chẳng hỏi hăn gì cả. Buổi tối, khi tôi quay trở lại, bé nhân viên của tôi nói rằng Bạn em khóc vì nhìn chị Văn Tú, nó buồn và tuổi thân quá, nó là mẹ đơn thân. Trước giờ, tôi vẫn nghĩ là mẹ đơn thân là một sự lựa chọn, với lựa chọn do mình quyết định phải vui chứ sao lại buồn đối với một số phụ nữ đàn ông là gánh nặng nên họ chỉ muốn có con thôi chẳng phải vậy sao nhưng trường hợp em gái kia thì lại khác quả thật mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh có người lựa chọn trong hạnh phúc có người lại lựa chọn trong cay đắng em ấy yêu một người đàn ông trong nhiều năm nhưng không hề biết là anh ta đã có vợ cho đến khi em ấy mang thai còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì mới biết người đàn ông của mình đã có vợ từ trước khi quen mình nữa thực sự hoàn cảnh của cô bé đó lúc ấy làm tôi rất bối rối mặc dù chỉ là người xa lạ nhưng cũng không khỏi cảm thấy bức xúc cảm thấy động lòng cô gái còn không dám về quê vì sợ bố mẹ biết cũng chẳng dám đi học khi cái bụng đã to dần điều đáng buồn ở đây chính là vết lầy trong mối quan hệ vài năm ấy. Sự lừa dối đã tồn tại lâu đến thế, cho tới ngày nó vỡ lỡ thì chỉ còn lại sự đắng cay. Người đàn ông hiển nhiên không muốn chia tay vợ, vì vợ anh ta đâu có lỗi làm gì. Cô gái cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên không muốn cho vợ anh ta biết chuyện. Tôi cũng không rõ nữa, ai là người thiệt thòi nhất trong câu chuyện ba người này. Nhưng tôi biết và rất hiểu nỗi cô đơn của người con gái ấy. Khi trong suốt thai kỳ phải suy nghĩ đớn đau, phải một mình trơ trọi. Em bé sinh ra một bé trai, trợn phía bé rất khỏe mạnh. Tôi không có dịp đi thăm vì chưa đủ thân đến thế, làm quá sẽ rất ngại. Tôi chỉ nhân viên của mình cách làm đồ ăn lợi sữa, mang lên viện và gửi tặng một chút tiền làm quà cho bé. Có lúc tôi tò mò hỏi bố bé thế nào rồi thì nhân viên của tôi chỉ lắc đầu nói cũng không gửi trợ cấp có nhiều lần tôi trích người thứ ba tham gia vào mối quan hệ không thuộc về họ để mọi thứ đang yên lành bỗng dưng tan vỡ nhưng ở những trường hợp như cô bé này việc làm người thứ ba hoàn toàn không do chủ động cô ấy giống như người bị hại vậy tôi nghĩ người đàn ông chơi bời cũng được nhưng đừng lừa dối hãy cho những người phụ nữ bên mình biết sự thật bởi vì chỉ khi biết sự thật họ mới có sự lựa chọn của riêng mình và phải chịu trách nhiệm với quyết định của họ còn như thế này thì quá đáng quá mấy ngày trước tôi có cô bạn thân qua nhà chơi học thức xinh đẹp gia đình khá giả điều kiện tốt việc làm tốt sự nghiệp tốt nói chung cô ấy chẳng có gì không tốt cả bằng tuổi tôi nhưng người yêu chưa có gia đình thì lo suốt phó, mong cô ấy sớm kết hôn. Thật ra thì không phải cô ấy không có người theo đuổi. Đã nhiều năm rồi, có những mối quan hệ mở được họ rất yêu chiều. Nhưng cô ấy nói không phải tình yêu sâu đậm, không muốn đi tới kết hôn. Cô ấy vào phòng con gái tôi, cứ khen căn phòng có mùi em bé thích quá và nằm trong đó suốt. Cô ấy bảo rất muốn có con, nhưng không tìm được ra bố đứa trẻ. Tôi cười bảo, bây giờ chỉ cần tìm một ông bố đẹp, lấy giống rồi làm xin lơ mơm. Cuộc sống tự do mà cô ấy đang có tôi rất ngưỡng mộ. Cô ấy trả lời, tất nhiên là ta muốn lắm, cũng chẳng khó để làm như vậy, nhưng ta không nỡ. Mình lớn lên có đủ cả bố lẫn mẹ, yêu thương mình, coi bố là thần tượng. Thế rồi bây giờ, ích kỷ để con không có bố, tao thấy thương lắm. Tôi biết là cô ấy nói thật lòng. Thật lòng muốn tìm kiếm người mình yêu thương đủ để xây dựng một gia đình. Làm mẹ đơn thân không chỉ vất vả mà đôi khi cũng sẽ có những nỗi lo như cô ấy. Lo con mình thiệt thòi vì không được có bố yêu thương. Cô ấy có thể lựa chọn nhưng đã không chọn lựa cho dù ở thời điểm hiện tại này. Mong muốn thì có thừa nhưng lòng là không đủ dũng khí không phải người con gái nào cũng có thể nhắm mắt đưa chân bước vào một mối quan hệ mà tình yêu không tồn tại. Chỉ là do đã đến thời điểm rồi. Cô đơn chính là một từ có đập, nó làm người ta mệt mỏi. Đôi lúc muốn buông xuôi, chuyện nhà người ta chẳng phải chuyện nhà tôi, là hai câu chuyện của hai con người khác nhau. Nhưng ở đâu đó, nghe thôi, đã thấy nhiều lạc lõng Tôi không ở trong hoàn cảnh đó, nhưng vẫn rất đồng cảm với họ có lẽ bởi vì phụ nữ với phụ nữ nên rất dễ hiểu nhau. Tôi vẫn hy vọng một ngày chúng ta tất cả đều hạnh phúc và an yên với hiện tại. Mặc dù ước mơ ấy giống như một ước mơ vậy, rất đổi ảo ảnh mong lung. Mỗi người phụ nữ có một số phận, nhưng tôi vẫn tin rằng nếu chúng ta vui vẻ đón nhận và nhìn mọi việc tích cực hơn, mọi thứ sẽ khác. Có thể nó vẫn vậy, nhưng tươi sáng hơn, đúng không? Chúc mọi người luôn hạnh phúc và luôn lựa chọn đúng. Câu chuyện thứ hai Bi hại chuyện chồng ở nhà làm bảo mẫu, vợ đi kiếm tiền. Phụ nữ sinh con xong rồi ở nhà chăm con cho cứng cáp mới đi làm trở lại là chuyện hết sức bình thường. Bởi làm gì có ai chăm con cẩn thận bằng mẹ. Nhất là sau khi sinh, chuyện cho con bú, cho con ăn dặm, nấu nướng cho con đâu phải chuyện đơn giản. Chỉ có đàn bà, ba đầu sáu tay thì mới làm được thôi. Chứ đàn ông vụng về, có mà mú lên cả ngày cũng không ra cái hồn gì cả. ấy thế mà chuyện Tuấn ở nhà chăm con, ngay sau khi vợ hết sáu tháng, nghỉ đẻ lại là chuyện có thật. Có lần khi con nhà hàng xóm khóc đêm mà Tuấn bật dậy miệng không ngừng kêu lên. À à, ba đây, ba đây rồi con trai. Quân sang bên cạnh, thấy vợ đang nằm ngủ ngon lành. Tuấn mới ngớ người ra là đã cho con về với bà ngoại hôm trước. Nhưng cơn nhớ còn quay quắt, lại ập đến, khiến cho Tuấn cứ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ngày trước, có đêm tỉnh dậy, thấy thằng con quý tử vắt ngang cổ ba nằm ngủ. Có hôm, nó tiện thể cho luôn một bãi ấm ấm, nóng nóng trên cổ trên ngực. Thế nên, có điềm vợ ôm đặt tay lên ngực Mà cứ ngỡ là thằng con Nửa tỉnh nửa thức Tay cứ vỗ vỗ vào tay vợ Như là nựng mong con vậy Rồi lại có hôm sáng ngủ dậy Không thấy con đâu Tuấn hét lên Thôi chết rồi Con đâu rồi hay rơi xuống đất rồi Đến khi lao ra khỏi giường Mới đần cái mặt ra Thật đúng là chẳng ai sướng như vợ của Tuấn Chỉ biết đi làm rồi về nhà ăn cơm Leo lên giường ngủ Cha con Tuấn làm gì thì cũng mặc, thằng con nhìn mẹ cũng như nhìn người dân, trừ khi nào thèm ti thì vào xin tí rồi ra với bố nó. Nhiều khi vợ Tuấn trêu. trời đất, hai cha con anh giống nhau như đúc, không chỉ hình dáng mà cả cách đối xử với em cũng giống nhau. Sở dĩ, có chuyện chồng ở nhà chăm con cho vợ đi làm kiếm tiền là vì thế này. Hai vợ chồng Tuấn lấy nhau khi còn khá trẻ nhưng nhà vợ Tuấn có điều kiện nên ngay khi ra trường được bố sinh cho một công việc khá thúc lương bổng cao. Trong khi gặp Tuấn cũng vừa mới ra trường vẫn đang lay lắc nay làm chỗ này mai làm chỗ khác. Nhưng yêu nhau là lấy hai đứa vẫn đi làm như trước. Chồng thì đi làm chỉ đủ tiền xăng xe, điện thoại và thỉnh thoảng nhậu với bạn bè. Còn cái gì trong nhà cũng là do vợ lo. Nếu hai vợ chồng thiếu thì ông bà ngoại lại giúp nhà chỉ có hai đứa con gái nên đằng ngoại nhà Tuấn cũng rất cưng chịu con. Mà nói thật ra, tháng Tuấn làm được vài triệu bạc cũng chỉ bằng vợ cố gắng làm thêm. Chính vì thế mà sau khi vợ sinh, Tuấn cũng ở nhà chăm con luôn. Vì vợ cũng ít sữa cho con bố nên thằng bé vẫn phải ăn thêm sữa ngoài. Vì vậy cũng không dính mẹ quá. Sao ở nhà với bố lại còn gần như chả đói hoài gì tới mẹ nữa đúng là trời cho người này cái này thì hỏng cái kia. Vợ Tuấn giỏi giang bao nhiêu trong việc kiếm tiền thì lại vụng về bấy nhiêu trong chuyện chăm sóc con. Hầu như thằng bé sinh ra đều do bà ngoại và chồng chăm sóc hết. Cho nên chỉ khi nào cho con bú thì vợ Tuấn mới phải bế con chút, còn không thì bà ngoại hoặc chồng bế. Cho nên hết 6 tháng, cả nhà thống nhất là vợ Tuấn cứ đi làm, còn Tuấn thì ở nhà chăm con khi nào con cứng cáp gửi được nhà trẻ thì gửi để đi làm cũng chưa muộn vì đằng nào công việc cũng chưa ổn định tính tuấn cũng không câu nệ quá nhiều cho nên cũng đồng ý ở nhà chăm con cho vợ đi làm mặc cho mọi người ai có nói gì thì nói tuấn chỉ tặc lưỡi con mình thì mình chăm bố hay mẹ thì có gì quan trọng đâu nhưng quả thật tuấn vô cùng khéo léo sáng vợ chưa đi làm thì Tuấn dậy sớm đi chợ búa, mua đủ đồ cho con để ăn dặm và nấu nướng cho cả ngày. Khi nào đồ của con hết là Tuấn cũng chủ động tranh thủ đi siêu thị mua cho con. Còn vợ Tuấn chỉ việc đi làm về, ăn ngủ rồi lại đi làm. Mọi người ở xóm trọ hay cười mà bảo Nhà mày ta không biết đứa nào là đàn bà, đứa nào là đàn ông. Thật là đảo ngược hết cả rồi. Mày ở nhà chăm con mà mày chịu được sao? Tuấn cũng chỉ cười cho qua. Đàn ông hay đàn bà thì cũng làm cha làm mẹ thôi, chứ không phải là thánh độc. Mà ai quy định đàn ông nhất nhất cứ phải đi kiếm tiền, còn đàn bà cứ nhất nhất phải ở nhà chăm con. Ai kiếm được nhiều tiền thì đi kiếm thôi, làm sao cho cuộc sống hợp lý là được. Nhưng cái chuyện ông chồng sẵn sàng ở nhà chăm con cho vợ đi làm vì vợ có khả năng kiếm tiền nhiều hơn mình ở cái xứ này cứ như chuyện đàn ông mặc phái vậy. Chẳng lẽ khó coi và khó chấp nhận tới thế sao? Mỗi khi Tuấn về nhà cũng vậy. Mày cứ thở ngắn thở dài. Mày là đàn ông hay là cái thằng đàn bà? Nuôi mày bao nhiêu năm ăn học mà mày lấy vợ rồi ở nhà trong con. Thà tao đẻ đứa con gái còn hơn là đẻ mày. Nhục mặt mẹ. Rồi ông bà cha mẹ vợ mày nghĩ gì về mày chứ? Tuấn cười Ông bà ngoại khi nào cũng động viên con Ông bà chả nói gì cả Thậm chí bà ngoại còn bảo vợ con may mắn Mới lấy được con đấy Mẹ Tuấn lại thở dài Nhưng mà tao chả thấy may mắn Khi sinh ra mày đâu Cái đồ đàn ông mà nứt vái vợ Lấy tiền của vợ đi tiêu Mà không biết nhục à Nhiều khi nhà có dỗ Có việc gì Tuấn muốn đóng góp cho bố mẹ Nhưng ông bà lại thở dài Tiền của vợ mày Chứ mày làm gì có tiền mà đóng với trả góp, biếu với trả xén, tao không lấy. Tao mà lấy á, người ta cười vào mặt tao đấy. Thế là Tuấn chỉ biết ngậm ngùi mà cất tiền đi. Khổ thế đấy. Cha mẹ ở quê không thoáng như nhiều người. Ông bà vẫn quan niệm, đàn ông phải là trụ cột trong nhà. Đàn ông phải kiếm nhiều tiền hơn vợ, thì mới là đàn ông. Còn con cái là chuyện của đàn bà. Chứ làm gì có cái chuyện đàn ông ở nhà chăm con, cơm nước, cho con suốt ngày Tối thì nấu cơm chờ vợ về ăn Thế thì con đã có thể thống cống rảnh gì nữa Không chỉ có bố mẹ Tuấn Cả đám bạn bè cũng thấy Thỉnh thoảng Tuấn lên mạng vào phay xem bạn bè thế nào Đứa nào cũng hỏi Dạo này mày làm gì mà mất tâm mất tích như thế Tuấn cười bảo Tao ở nhà chăm con thôi Có đứa cười khân khất bảo Mày làm bảo mẫu hả? Tuấn đáp Ừ Thằng bạn lại cười Mày đùa tao à Tuấn thở dài đáp Ừ Mọi người xung quanh nói ra nói vào Nhiều khi tao cũng thấy phiền lòng Nhưng cứ về nhà Nhìn thằng con mắt hấp hái nhìn bố Như thể Con người ta nhìn thấy mẹ về Khi mà cơn nghiện sữa Đã lên tới cao trào Mà lòng lại thấy nhộn nhạo vui lây Bao nhiêu buồn phiền lại quên hết Lại ôm thằng con thơm vào cái má hay hay mùi sữa mà thấy vì con cái gì bố cũng làm được hết ai nói gì kệ người ta cái gì cũng có cái giá của nó hết mà thế nên ngày trong con đêm trong con con khỏe trong con con ốm cũng bên con tình cảm của hai cha con thắng khích đi đâu cũng có nhau như hình với bóng còn mẹ thì cứ như bạn của bố chỉ tối mới đến chơi nhà vậy thằng bé cũng chỉ ậm ừ xã giao cho qua mà chính vì thế nhiều khi mẹ cũng tẻn tò, khách khứa tới nhà chơi ai lại con cứ bò vào chỗ bố mẹ đụng vào bế ra chỗ khác là chỉ đành đạch đấm đá loạn xạ không chịu theo ai cũng cười ở cái nhà này thằng cu quấn bố nhỉ thế này thì sớm có thằng nhậu cùng rồi mẹ thả thằng con ra thế là mặt mũi tớn thắt hớn hở bò ra chỗ bố ôm ấp đến là ngọt ngào ai nhìn cũng thấy đáng yêu còn ông bố trẻ thì nở mà nở mặt với vợ mấy thằng bạn tới chơi quá thể vì thế nhiều khi vợ cũng giận dỗi bảo con mà không theo mẹ nhưng hai ngày cuối tuần mà để hai mẹ con chơi với nhau thì chỉ có nước khóc chỉ cho con ăn cũng không xong vừa thấy chồng về là vợ thống trả ngay thôi đấy em trả con cho anh em mệt lắm rồi không chịu nổi một ngày ở nhà trong con còn mệt gấp mấy lần đi làm. Vợ Tuấn cũng biết thế nên cũng ngoan ngoãn, chứ không có cái kiểu ta đây làm ra tiền mà vên mặt với chồng. Thôi thì thuận vợ thuận chồng các biển đông cũng cạn. Người ngoài có bảo hâm bảo dở thì cũng phải đành chịu thôi. Chỉ cần thằng con coi mình là thiên thần là đủ rồi. Tuấn hay cười bảo vợ. Thế nào khi nhóc tập nói, tập hát cũng phải dạy nó bài. Bố là tất cả mới được. câu chuyện thứ ba một khi đàn bà đã ngoại tình tôi đã từng có một gia đình bao người ngưỡng mộ tôi cũng đã từng tự hào về tổ ấm nhỏ của mình nhưng giờ đây mọi thứ chỉ là một thứ vỏ bọc không hơn không kém tôi đang từng ngày vật lộn với chính mình để lựa chọn có lẽ người ta nói đúng đàn ông ngoại tình vẫn có đường quay lại với vợ con còn đàn bà một khi đã đem lòng yêu người khác thật khó để tìm lại tình yêu bên chồng. Và tôi là người đàn bà như thế. Tôi lập gia đình năm 25 tuổi. Cuộc hôn nhân đó là kết quả của một tình yêu dài lâu suốt mấy năm đại học. Tôi thấy mình chẳng mong đợi gì hơn thế nữa. Chồng của tôi hiền lành, chịu khó làm ăn. Và chúng tôi có với nhau cậu con trai kháo khỉnh. Bất cứ ai quen biết hai đứa tôi đều thầm ngưỡng mộ và ao ước có được cuộc sống hạnh phúc êm đềm như thế. Nhưng rồi mọi chuyện ập xuống gia đình tôi khi chồng tôi nhận một dự án mới và anh ấy quen một cô gái trẻ. Tôi không biết mất bao lâu để họ phải lòng nhau, nhưng phải gần nửa năm sau, khi họ qua lại tôi mới biết mình bị phản bội. Tôi đã gần như chết đi sống lại. Bởi bấy lâu nay tôi quá tự tin vào chồng. Tôi tin anh là người đàn ông biết trân trọng tình cảm. Chúng tôi đến bên nhau cũng không phải dễ dàng gì hơn nữa tình cảm cũng dài lâu. Tôi nghĩ chồng mình sẽ chẳng bao giờ phản bội vợ. Vậy mà thực tế không như tôi tưởng tượng. Đấy là khoảng thời gian đau khổ và kiệt quệ nhất với tôi. Tôi đau mà chẳng thể nói cùng với ai, bởi vì tôi không muốn phá hủy cái gia đình này. Con tôi cần có cha, và quan trọng hơn cả là chồng tôi hối hận thật sự. Anh ấy bật khóc và cầu xin tôi tha thứ để chuộc lại mọi lỗi lầm phần vì còn yêu chồng phần vì không muốn gia đình tan đàn sẽ nghé nên tôi nhắm mắt cho qua chuyện chồng ngoại tình phụ đó chẳng một ai biết ngoại trừ tôi và anh ấy nhưng đàn bà có thể tha thứ nhưng chẳng thể nào quên mỗi đêm nằm bên chồng tôi lại bắt đầu hình dung ra những lần anh ta âu yếm ôm ấp người đàn bà khác và rồi cứ thế tôi sợ chồng chán chồng xa lánh chồng tôi không hận nhưng không thể nào hòa hợp được nữa có một điều gì đó cứ ám ảnh mãi trong tôi khiến tôi không thể bình thường với chồng như trước được nữa nói về chồng tôi anh ấy thay đổi rất nhiều nó không phải chỉ là lấy lòng nhất thời mà thực sự anh ấy hiểu được sai lầm của mình nên đã chứng minh bằng hành động để mong tình cảm vợ chồng quay lại như ban đầu nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi như gỗ đá dù chồng tôi có làm gì, tôi cũng hoàn toàn không rung động. Trong đầu tôi chỉ còn một nỗi khắc khoải về việc mình bị chồng phản bội, lừa dối. Ở công ty tôi, tôi có thân với một người. Cậu ấy kém tôi 3 tuổi. Tuy ít tuổi hơn, nhưng cậu ấy lại rất trưởng thành, đỉnh đạt và chính chắn. Tôi thường xuyên tâm sự với cậu ấy chuyện gia đình để mong có một lời khuyên. Đến gia đình, người thân của tôi đều không ai biết chuyện vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại chia sẻ với cậu ấy và rồi điều gì đến cũng phải đến một người đàn bà đang chịu tổn thương do bị chồng phản bội một người đàn ông chưa có người yêu chúng tôi đã lao vào nhau như con thiêu thân lao vào lửa mặc dù biết mình đang làm điều tội lỗi tôi tự ngụy biện cho sự yếu lòng của mình bởi cái lý do vì tôi bị phản bội trước nhưng điều tồi tệ là càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm mình dành cho chàng trai ấy không đơn thuần là cảm giác muốn trả thù chồng hay chỉ yếu lòng trong giây lát tôi yêu cậu ấy thật sự tôi nhớ nhung hờn ghen mỗi khi phải xa cậu ấy càng như vậy tôi càng không thể nào tìm lại được tình yêu với chồng chồng tôi giờ rất tốt anh ấy đối xử với tôi chu đáo ân cần chăm lo cho gia đình vẹn toàn tôi hận bản thân mình tại sao chồng có thể quay về yêu tôi như ban đầu, mà tôi thì lại không thể nào tìm thấy một chút cảm giác. Anh ấy đang thay đổi và yêu tôi nhiều hơn gấp bội. Anh ấy cũng có phút yếu lòng, nhưng anh ấy vẫn luôn giữ tôi trong trái tim và quay về. Còn tôi, tôi chỉ một lần, mà giờ trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới việc ly hôn để sống với tình yêu. Tôi sợ chính bản thân mình, tôi sợ con người mình. Lẽ nào đàn bà một khi đã ngoại tình thì không có cách nào để trở về bên chồng được nữa cứ thế này chắc chắn hạnh phúc gia đình của tôi sẽ mất đi nhưng tôi lại không có cách nào để tìm lại cảm giác bên chồng và quên đi chàng trai kia tôi phải làm gì đây xin hãy giúp một người đàn bà ngoại tình đầy tội lỗi như tôi câu chuyện thứ tư vợ sành điệu sang chảnh cho ai hiên là một phụ nữ đẹp chẳng ai có thể phủ nhận điều ấy mà phàm là người con gái có nhan sắc thì phần lớn họ đều ý thức khá rõ vẻ đẹp của mình hiên cũng không ngoại lệ ngay từ thời con gái cô đã thể hiện mình có khiếu ăn mặc và chịu khó trao chuốt chăm sóc giữ gìn nhan sắc với vẻ ngoài nổi bật đã có rất nhiều anh chàng xin chết dưới chân cô giờ đây mặc dù đã là vợ và là mẹ hiên vẫn rất đẹp đến nao lòng, thậm chí còn mặn mà đầm thắm hơn. Hiên mặc dù không còn son rỗi nhưng cô vẫn đẹp, sành điệu và luôn xuất hiện với ngoại hình hoàn hảo. Không biết các chị em trong công ty Hiên đã ghen tị với cô biết bao nhiêu, khi thậm chí lúc bầu bí sinh con, nuôi con mọn, Hiên vẫn chẳng khi nào bị xấu đi. Mấy đồng nghiệp cùng nuôi con mọn như Hiên, nhìn cô trao chuốt chỉnh chua vái áo, mùi nước hoa thoang thoảng, mắt môi trang điểm thời thượng, lại nhìn tới mình, mặt mọc, tóc cứng vội, quần áo vớ bộ nào mặc bộ đấy, thậm chí còn vương mùi sữa với nước tiểu trẻ con, thì cứ gọi là ngưỡng mộ hiên, không để đâu cho hết. Thiên hạ suýt xoa ngưỡng mộ bao nhiêu thì trong lòng hiên tự hào và hãnh diện về vẻ ngoài của mình bấy nhiêu. Một phần vì đã quen đẹp, cô không thể thích nghi được với hình ảnh xấu xí của bản thân. Một phần cô tin chắc, có một người vợ đẹp, ác hẳn chồng cô sẽ tự hào và ngày càng sai đắm vợ. Không khi nào có chuyện ra đường liếc ngang ngó dọc nữa. Thì cứ nhìn mà xem, đi cùng chồng có lúc nào là cô không nổi bần bật giữa các bà vợ của bạn bè anh. Nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ tán tụng. Chính vì những lẽ đó, công cuộc làm đẹp của Hiên đã không ngừng nghỉ, bất chấp hoàn cảnh và thời gian hiên tốn kha khá thời gian để đi spa mua sắm tập gym chưa nói tới chuyện mỗi lần ra ngoài hiên phải trang điểm chọn trang phục tới cả tiếng đồng hồ tối trước khi đi ngủ còn phải đắp mặt nạ tắm nước hoa hồng bôi kem dưỡng da ấy vậy mà một ngày chỉ có từng ấy thời gian cô đã mất từ 8 đến 10 tiếng trên công sở cuối tuần nhiều khi còn phải làm thêm vì thế quỹ thời gian dành cho việc chăm chồng, chăm con, làm việc nhà của cô trở nên rất eo hẹp. Đối với cô, làm đẹp là không thể qua loa. Còn chồng thì có thể tự chăm bản thân. Nhà có bừa bộ chút cũng chẳng sao. Còn con thì hiên mặc dù có sữa nhưng quyết định cho con ăn sữa ngoài. Rồi đón bà ngoại lên chăm hộ. Thế là ổn. Thế mới có chuyện. Con trai Hiền chỉ theo bố với bà ngoại hễ mẹ bế thì khóc ré lên vì tưởng người lạ. Điều đó khiến Hiên cũng khá chạnh lòng. Nhưng lại nghĩ, lúc nhỏ thì thế, khi lớn lên, ắt hẳn bé sẽ khác ngay thôi. Cũng vì thế mới có chuyện. Mỗi khi vợ chồng cô ra đường, thì cứ như nàng công chúa và anh nông dân. Các cụ có câu, xấu chàng hổ ai. Nhưng Hiên chẳng thấy hổ thẹn khi chồng mình thậm chí còn mặc chiếc áo sơ mi thủng một lỗ từ mấy năm trước bởi đàn ông thì cần gì đẹp. Còn việc nhà bỏ bê, cơm nước nhiều khi qua quýt của Hiên cũng chẳng khiến cô để tâm lắm. Vì vợ chồng cô không sống cùng mẹ chồng rất thoải mái, chồng cô lại là người dễ tính, chẳng mấy khi cằn nhằn chơi bai vợ. Có vợ đẹp thì phải chịu thiệt khoảng khác, có lẽ chồng cô hiểu điều đó hơn ai hết. Đôi lúc sánh vai ngoài đường, cô thấy số người ngưỡng mộ mình không ít, nhưng cũng không ít ánh mắt ngạc nhiên vì sao vợ trông sang chảnh thế mà chồng thì ui suối vậy tuy nhiên hiên cũng không mãi mãi suy nghĩ vì đã có người làm nền cho mình chồng xấu cũng chẳng sao càng đỡ phải lo dữ có lẽ hiên sẽ vẫn giữ những suy nghĩ và hành động đó của mình nếu như không có một ngày cô tới đón chồng ở công ty để đi thăm người nhà trong bệnh viện đợi mãi không thấy chồng ra hiên hơi bực mình vì khối bụi đường sẽ ảnh hưởng xấu đến làn da cô kỳ công gìn giữ vừa nhắc thấy bóng chồng hiên trong bụng đã chuẩn bị sẵn vài câu trách cứ nhưng sau đó đã vội nuốt vào cổ vì cô phát hiện thấy đi bên cạnh anh là một cô nàng khá trẻ đang chuyện trò cười duyên với anh lúc hai người ấy chia tay nhau để cô nàng rẽ xuống khu để xe còn chồng hiên ra chỗ cô đợi hiên nhìn thấy cô nàng nhìn vào chiếc cổ áo cáo bẩn quanh rồi thốt lên kinh ngạc. Sau đó lại dịu giọng. Dạo này phòng nhân sự quanh bận lắm phải không? Đến áo cũng không có thời gian giặt là kìa. Đưa đây em giặt cho. Anh em đồng nghiệp mà, anh đừng có ngại. Vợ sành điệu có tiếng mà để chồng như thế này thì em cũng giận dễ ấy đấy. Sau đó là một nụ cười duyên khiến bất kỳ trái tim người đàn ông nào cũng sẽ phải rung rinh cho dù cô nàng ấy ăn vận khá đơn giản. Chồng Hiên cười hiền rồi nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của cô nàng ấy. Nhưng Hiên cảm nhận rõ trong ngữ khí quanh không hề có sự chán ghét, nhất là ánh mắt triều mến kia nữa, khiến cô giật mình. Hiên chứng kiến tất cả, có lòng như hóa đá. Một vài lần như thế này nữa, chắc gì anh đã kiềm lòng được mà không mang hết quần áo bẩn của mình đến cho cô nàng ấy giặt và là phẳng phiêu hộ cô đứng như trời trồng bên đường. Nhiều người vẫn ngoái lại ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, nhưng cô chẳng còn thấy hỉ hả vì điều đó nữa. Trong tay cô vẫn văng vẳng lời nói dịu dàng của cô nàng kia. Đưa đây em giặt cho, anh đừng ngại. Đã bao lâu nay rồi, cô không tự giặt là quần áo cho chồng, tự tay mua cho anh chiếc áo mới. Trong khi tủ quần áo của cô thì sắp nổ tung vì quá đầy đã bao lâu rồi cô không tự tay nấu cho con mọi cháo bón cho con ăn hình như đã lâu lắm rồi lúc này trong lòng cô hoảng hốt thật sự cô tự nghĩ mình sành điệu sang chảnh đẹp đẽ cho ai câu chuyện thứ năm anh đã ngủ với cô ta chưa tự tin và kiên định khát khao khẳng định bản thân chiếm trọn con người cô ấy tính chiếm hữu tài ăn nói linh hoạt và khả năng ứng biến tuyệt vời. Cô ấy có thừa. Chị chẳng ganh tị chút gì với tài năng cô ấy cả. Điều quan trọng để bạn nổi bật như vậy, chị cho là bạn chỉ cần dám khẳng định bản thân của mình. Giữa chị và cô ấy không gì khác, chỉ là bạn đồng nghiệp của nhau. Nhưng mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên nếu như Anna không gặp quốc. Nếu như Anna không gặp quốc, chị đã không thay đổi như thế này. Ngày ấy chị tăng ca về đến nhà, bước chân vào phòng, chị đã thấy cô ấy đứng phía sau lưng người đàn ông của chị. Ôm lấy cánh tay anh ấy như thể con mèo nhỏ sợ bị đánh ghen. Cô ấy mặc chiếc áo ngủ màu hồng nhung của chị, nhét mép. Quốc thì nhìn chị với đôi mắt mang đầy ý hối hận, nhưng lãnh đạm như cái cách mà anh ấy đối xử với chị suốt một năm vợ chồng. Anh ấy nhìn chị, cô ta cũng nhìn chị. Họ muốn chị bộc lộ phản ứng để xem người con gái giỏi chịu đựng như chị sẽ phản ứng như thế nào sau. điên rồ anh đã ngủ với cô ta chưa không gian như dừng lại chỉ còn tiếng lòng chị như vỡ vụn người đàn ông chị yêu đang làm trò hề với người con gái khác kể cả khi đã kết hôn với chị trên chiếc giường mà anh ấy từng âu yếm chị từng dành cho chị những lời ấm áp về một tương lai tốt đẹp anh phản bội chị, mà cơ chị yêu anh và hy sinh cho anh. Một lúc sau, Anna mới mở miệng bằng một giọng nhẹ nhàng, thúc thích như sắp khóc, đối lập hoàn toàn với con người thật của cô ấy. Chị Quỳnh, chị đừng giận anh Quốc, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Giả dối, tất cả là đồ giả dối. Chị ngước mắt, ánh mắt còn có chút gì đó hy vọng nhìn anh, mong tìm lấy một chút lừa gạt nơi anh anh ngủ với cô ấy rồi à anh vẫn lãnh đạm như vậy khuôn mặt không hề có chút cảm xúc không chút gì bảo vệ chị hay bảo vệ gia đình này cả anh cúi người nhặt cái áo trắng mà buổi sáng chị đã dậy sớm để ủi cho anh mặc vào rồi anh nói với chị bằng cái giọng nói từ từ mà lạnh lùng lúc đó như giết chết con tim chị ừ chắc em cũng thấy rồi trải qua bao nhiêu chuyện giữa Anna, quốc và chị. Lúc này đây mới thật sự chấm dứt. Chấm dứt những chuỗi ngày đối đầu giữa chị và Anna. Những đêm lạnh lùng với anh, chị đã chịu đủ rồi. Anna như thỏa mãn được ý đồ của mình, tiến lên nói với chị. Đi biết trước có hôm nay, thì lúc đó chắc chị đã không kết hôn với anh quốc rồi nhỉ? Chị im lặng không trả lời. Anna được nước nói tiếp. Lúc đó anh quốc đâu có yêu chị mà chị thì <laughs> yêu anh ấy điên dại cho nên anh ấy mới kết hôn với chị thôi vì lúc đó bạn gái của anh ấy bị tai nạn cho nên anh là nói đúng chị nghĩ rằng kết hôn với chị anh sẽ từ từ yêu con người chị nhưng chị đã lầm không thể bắt một người đàn ông phải yêu chị khi anh ấy không hề muốn yêu chị có lẽ là do ông trời trừng phạt chị vì đã cướp đi người đàn ông của người khác, khiến cho cô người yêu anh phải chạy khắp nơi tìm kiếm để bị tai nạn giao thông như thế. Đúng rồi, là ông trời sắp đặt mà. Cô nói đúng, đi biết trước, dừng lại sẽ tốt hơn. Chị đưa đôi mắt như sắp òa khóc nhìn anh. Từ nay sẽ chấm hết. Chị bước qua anh và cô ta, tiến đến tủ quần áo. Chị kéo vali ra, gom quần áo vào vali của mình. Anna thì hả hê nhìn chị và ôm mộng sắp được làm bà chủ mà ôm chặt lấy cánh tay anh. Nhưng cô ta cảm thấy thịt anh như đang cứng lại, cứ như cánh tay anh đang nắm chặt lại để biểu lộ cảm xúc vậy. Anna ngước mắt nhìn anh, đôi mắt anh long lánh nước, đôi lông mày trao lại, đôi môi miếm chặt. Anh lúc nãy còn bình thường và tỏ ra lạnh lùng cơ mà. Tại sao bây giờ lại chị kéo khóa vali lại kéo vali lướt quanh cả hai đều không nhìn nhau họ lướt qua nhau như hai người lạ anh còn cảm nhận được sự ngọt ngào trong mùi hương bạc hà mái tóc vàng hơi xoăn của chị hay thân hình mảnh khảnh mặc tạp dề mà anh thường quan sát khi nhìn thấy chị nấu đồ ăn cho anh hay những lúc chị cao hứng ôm anh từ phía sau và nói yêu anh nhất trên đời rồi nghịch ngợm kéo anh ngã xuống cho chị đè lên anh lúc đó anh có nghĩ đến sa ra không hay chỉ một lòng nghĩ đến người vợ mà anh cứ về chỉ để trả thù anh chỉ là thằng đàn bà là đống rác rưởi đáng bỏ đi anh hành hạ người phụ nữ hết mực yêu thương anh chỉ vì một người phụ nữ đã mất đi chị dừng lại nói với anh lúc đó thật ra em đã quay lại chỗ sa ra và nói với cô ấy là thật ra chỉ có mình em yêu anh còn anh chỉ yêu mình cô ấy Cho nên cô ấy đã chạy đi tìm anh Cho nên mới Anh cứ nghĩ rằng do chị Mà Sarah mới bị xe tông Do chị nói rằng anh yêu chị Chứ không yêu Sarah Nên cô ấy mới tự tử Thì ra là vậy Anh đang làm cái gì vậy Em sẽ ly hôn với anh Như anh muốn Chào anh Chị lạnh lùng nói Rồi quay lưng bước đi Giữa chị và anh bây giờ sẽ chẳng còn gì nữa chỉ là người xa lạ, như cách yêu chị mà anh đã làm suốt một năm trời. Giữa chị và anh chỉ còn là những hiểu lầm và ngăn trái tình yêu, số phận buộc họ phải rời xa nhau. Ly hôn được 2 tháng Trong khi chị bận rộn với cuộc sống của người phụ nữ tà sắc độc thân, thì anh vẫn là người đàn ông nghiêm túc thành đạt, lạnh lùng. Mặc dù ly hôn, nhưng anh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới của chị có người hỏi anh. Anh nói rằng chỉ là một hồi ức không muốn xóa đi. Còn chị, chiếc nhận ấy, chị đã cho vào tủ và lãng tránh nó để quên đi nỗi đau. Cuộc sống của một phụ nữ 28 tuổi độc thân, không như những người khác. Họ tự chọn cho mình lối sống tự do, thoải mái, thích gì làm đó. Chị cũng vậy. Tan giờ làm, chị đến quán bar cùng vài người bạn để nhảy. Chị không ăn chơi chị chỉ tìm một niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống độc thân không gò bó này chị xinh đẹp với cái váy xẻ lưng màu xanh quyến rũ mái tóc vàng của chị bồng bềnh tự nhiên môi chị tươi thắm như một đóa hồng mơn mẫn làn da chị trắng thu hút người khác chị là tâm điểm chú ý chị là người phụ nữ quyến rũ bởi gu ăn mặc và sự chững chạc trong suy nghĩ bao nhiêu người ghen ghét chị nhưng chị chỉ im lặng xem như không có gì nhưng đó là lúc trước khi ly hôn. Một lần hạnh phúc tan vỡ, chị cho phép mình đối đầu một chút với những cô gái ganh tị chị. Cho họ biết chị đã thay đổi và không dễ bất nạt. Trong số đó có anh Anna. Cô gái tỏ ra đắc thắng khi vào công ty sau chuyện chị và quốc chia tay. Nhưng Anna lại càng tức điên lên khi mọi người đàn ông trong công ty đều muốn có chị. Chị đã ly hôn, họ lại có thêm một cơ hội Quán ba mà chị và bạn chị đến rất đông khách. Chị bước vào đã nổi bật trong đám người nhảy nhót điên cuồng bởi chị xinh đẹp và cách nhảy nhẹ nhàng thu hút, nhanh chóng thành tâm điểm chú ý người khác, đó như là một điều tự nhiên của chị. Trong đó có anh. Vô tình hay cố ý mà anh có mặt ở đây. Sau này chị có hỏi, anh chỉ nhìn chị âu yếm cười mà không nói gì. Và người đồng nghiệp nam độc thân của chị cũng cảm mến người phụ nữ tài sắc này nên không khỏi buông những lời chọc ghẹo chị quỳnh cũng nên kiếm một người đàn ông để cùng nhau nhảy nhót đi chứ chị quỳnh đã kết hôn một lần rồi đấy chứ anna cong cớ mồi chạm vào nỗi đau của chị nhưng chị mỉm cười và đùa vui <laughs> một lần đã đủ rồi anh ngồi ở cạnh bàn bên nghe thấy hết những gì họ nói những lời chọc kẹo với chị, anh bỗng ánh lên chút ghen tức. anh nâng ly rượu vodka trong tiếng nhạc sập sình và quan sát chị. rõ ràng chị xinh đẹp lên rất nhiều, nhưng gương mặt chị hốc hác và anh thấy có chút gì đó nhơ nhớ. một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. anh bực tức khi có người khoát vai chị, kề sát tay chị mà nói nhỏ gì đó. một lần, hai lần, không chịu nổi nữa, anh đứng phất dậy để tiền trên bàn quanh, rồi anh tiến đến bên bàn chị. Một tay kéo tay chị ra khỏi đám người nhăm nhở, đang như ăn tươi chị, kéo chị ra khỏi quán bà đó. Đến khi ra khỏi quán, chị giật tay lại, nhìn anh như muốn một lời giải thích. Anh im lặng và từ từ nói bằng cái giọng điềm tĩnh. Anh không muốn họ đụng vào em. Vì em đã là vợ của... Hai tháng trước, chị đến chính rồi khoác túi sách lên vai, một phán xạ cho việc chị sắp rời đi. Bây giờ thì không, là anh sai rồi. Anh là người kiệm lời, nhưng những lời anh nói đều là lời thật lòng của anh. Chị yêu anh, nhưng chị phải xa anh, chị như muốn chết đi vậy. Nhưng nghe được lời này của anh, chị ngồi phịch xuống đất, nước mắt rơi rớt khắp mặt. Chị khóc như đứa con nít. Hạnh phúc ngọt ngào này anh làm sao thấu hết anh sai rồi anh đùa giỡn với tôi ly hôn rồi bây giờ quay lại và nói anh sai rồi chị nói trong tiếng nứt tha lỗi cho anh anh sai rồi chị ngước nhìn anh người đàn ông chị yêu đã bất chấp tất cả để anh kết hôn với chị đang nhận lỗi trước chị gương mặt anh hốc hác đôi mắt mệt mỏi đầy thăng trầm chắc anh đã nhiều đêm không ngủ chắc anh ăn uống không đủ chất anh chậm rãi ngồi xuống, làm nước mắt cho chị, khẽ hôn lên trán chị, thật nhẹ, thật nhẹ. Có bao giờ anh nói với em rằng em mặc tạp dề rất đẹp chưa? Câu chuyện thứ sáu Điến người khi nghe chồng tính toán cặn kẽ trong di chúc Tôi và chồng bằng tuổi nhau, năm nay đều 32, từng học cùng nhau họ cấp 3, nhưng đến khi ra trường đi làm thì mới yêu nhau và kết hôn đến nay đã được 6 năm. Chồng tôi là con cả trong gia đình hai anh em trai. Em chồng năm nay 28, cao to khỏe mạnh, thay bạn gái như thay áo nên chưa lập gia đình. Chồng tôi bị bệnh tim từ nhỏ. Biết là lấy anh ấy sau này sẽ khổ, nhưng tôi vẫn cãi lời bố mẹ cưới anh vì muốn chăm sóc cho anh được ngày nào hay ngày nấy. Chúng tôi có với nhau một đứa con gái vừa tròn 10 tháng tuổi. Đứa bé này là tôi dùng mọi cách mới có thể buộc anh cho tôi sinh. Vì biết bản thân không biết mất lúc nào nên chồng tôi không để có con. Anh nói sau khi anh mất thì tôi cứ đi lấy chồng khác, không vướng bận gì. Nhưng ở với nhau mấy năm trời, tình nghĩa vợ chồng không sâu thì cũng đậm. Cho nên tôi gạt anh, tự mang thai và sinh con. Lúc biết chuyện, chồng tôi cười như khóc. Tôi biết anh cũng mong có con lắm. Chẳng ai ngờ, mấy tháng gần đây, sức khỏe của chồng tôi đột nhiên rất kém. Anh hay khó thở và đau ngực hơn trước, thậm chí có lần bị ngất khi đang ở cơ quan. Từ ngày bị ngất và được các đồng nghiệp đưa tới bệnh viện, chồng tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh, còn tôi vẫn nhận cắt mai và sửa quần áo tại nhà để tiện trong con. Công việc chẳng kiếm được là bao, thêm chồng nghỉ việc nữa nên hai vợ chồng khá chắc chiêu. Thời gian này, em chồng đến thăm chồng tôi rất thường xuyên. Có lần chú ấy đem theo bạn gái, có lần thì đi một mình, nhưng lần nào cũng quà cáp đầy đủ. Lúc đó tôi thấy chú ấy thật là chu đáo, lại quý anh, nên khi nói chuyện với chồng cũng có khen ngợi đôi câu. Chồng tôi gật gù bảo, hồi nhỏ, hai anh em thân nhau lắm, thằng Hào đẹp trai, khỏe hơn anh, nên đi đâu nó cũng được mọi người quý, được cho quà nhiều nhưng nó đều chi cho anh. Có lần khi nó học lớp 5, anh đánh hỏng bộ trò chơi robot của nó, làm nó khóc mấy ngày liền. Cứ nhìn thấy anh là lườm, thế nhưng vẫn không mất mẹ. Lúc đó nó mất mẹ thì thế nào anh cũng bị đòn đau. Nghe anh kể về những chuyện hồi nhỏ của anh em, tôi cũng thấy vui vẻ và mừng thay cho anh vì có cậu em trai yêu quý mình như thế. Chồng tôi nói, có lẽ vì em chồng biết anh trai bị bệnh tim nên cái gì cũng nhường nhịn chưa bao giờ cố tranh giành với anh có mỗi một chuyện làm chồng tôi lăn tăng là đến giờ em chồng vẫn chưa chịu yên bề gia thất để trước khi mất anh còn biết em dâu thế nào có xứng đáng với người như hào hay không tôi có cảm giác chồng tôi rất nể phục em chồng có lẽ vì sức khỏe anh yếu nên anh luôn mong muốn được như hào nhiều khi đến thăm anh trai Hào cũng ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi. Mỗi lần như thế, em chồng lại giúp tôi nấu cơm, tôi chỉ việc rửa bát và dọn dẹp. Có lần treo chọc, chú ấy nói, chỉ ở với anh trai em 6 năm nhưng chưa chắc biết khẩu vị của anh ấy bằng em. Chồng tôi nghe thấy thế thì cười có vẻ đắc chí lắm. Một tuần trước, chồng tôi đột nhiên gọi điện mời một anh luật sư học cùng cấp 3 với anh tới lúc đầu tôi cứ tưởng anh bạn này đến thăm chồng tôi, nên khi chồng tôi bảo tôi đi chợ sửa soạn làm cơm để bạn ở lại ăn cơm thân mật, tôi cũng chẳng nghi ngợi gì, liền gửi con đi chợ. khi trở về đi ngang phòng anh, tôi thấy anh luật sư đang ghi chiếc gì đó rất chăm chú. nhìn thấy tôi thì chồng tôi ngừng nói. anh luật sư cũng ngượng ngùng nhìn quanh phòng, nghi ngờ, nên tôi đứng lặng bên cạnh tường để nghe lén chừng mấy phút sau chồng tôi mới nói tiếp giọng rất nhỏ nhưng do quen thuộc cách nói quanh nên tôi nghe cũng đủ hiểu hóa ra chồng tôi gọi luật sư tới để lập di chúc tôi nấu cơm xong thì anh luật sư liếc cớ có việc gấp nên không ở lại ăn cơm tôi liền hỏi chồng chuyện anh ta đến đây lúc đầu chồng tôi nói anh bạn đó tới thăm anh sau thì tôi nói tình cờ nghe được anh nói tới việc di chúc Chồng tôi thở dài mãi, rồi mới trầm mặt nói ra. Câu trả lời của anh khiến tôi chết đứng. Anh nói, khi anh mất, anh cho tôi 100 triệu tiết kiệm, anh cất trong ngân hàng và toàn bộ số tiền phúng viếng. Khi nào chung cất anh xong, thì luật sư sẽ đưa sổ cho tôi. Bố mẹ anh già rồi, anh vẫn chưa báo hiếu được, nhưng ông bà chắc sẽ đau lòng, không muốn nhận cái gì của anh, nên anh không để lại cho ông bà căn nhà này là bố mẹ cho anh một nửa tiền, một nửa nữa là anh đi vay và tiết kiệm xây nên. Là tài sản của anh nên anh để lại cho chú em chồng. Con gái tôi được thừa kế mảnh vườn 60 mét vuông bên cạnh, nhưng sẽ hóa giá cho chú hai, em chồng thành 600 triệu, làm thành sổ tiết kiệm bỏ trong ngân hàng tới khi đủ tuổi công dân thì trao trả. Hàng tháng tôi có thể trút số lãi để nuôi con nghe chồng tính toán đâu ra đấy mà tôi suy sụp. Tôi không ngờ người đàn ông tôi yêu dùng toàn bộ tình cảm để chăm sóc lại có thể căng cơ với vợ như vậy. Anh nặng nặc đòi để lại nhà cửa cho em chồng mà không phải là cho con gái. Tình thương xót chồng vì đau ốm trong tôi giờ chỉ còn nỗi cay đắng sau khi nghe bản di chúc nghiệt cả này. Tôi không tham lam, nhưng ai chẳng buồn đau vì bị chồng phụ đãi có phải anh sợ khi anh mất rồi thì tôi sẽ lấy chồng mới và sống trong ngôi nhà của anh? Anh như chút như vậy khác gì đủ tôi ra khỏi nhà với 100 triệu đồng.